Một ngày mới của người Hà Nhì được bắt đầu như vậy. Những người đàn bà này đi lấy nước dùng cho cả ngày. Từ khi mặt trời còn chưa mọc, những lao động chính của các gia đình người Hà Nhì đã rời khỏi nhà. Họ đem theo những thứ cần thiết, đi đến ruộng hoặc nương của họ và bắt đầu một ngày làm việc. Vào những lúc mùa màng bận rộn, người Hà Nhì thường ở ngoài ruộng nương chăm suốt cả ngày. Những lúc ấy trong bản chỉ còn lại những người già và trẻ nhỏ. Song những người ở nhà cũng không hề nghỉ ngơi. Tất cả đều làm việc. Đó là một sự phân công xã hội không được ghi thành văn, đã có từ rất xa xưa trong cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Người đàn ông này có những lý do riêng để không cùng đi làm với mọi người như thường ngày. Từ lúc mặt trời còn chưa mọc, anh ta đã rời khỏi nhà để tìm đến những con suối phía dưới chân núi cách bản khá xa để kiếm cá làm thức ăn cho người vợ của mình. Với anh ta, hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Đứa con nhỏ mới sinh của anh vừa được tròn 1 tháng tuổi. Nó sẽ chính thức được mang cái tên của người cha, tức là tên của anh. Tập quán của dân tộc này là như vậy. Những đứa con sinh ra sẽ mang tên cha. Bên trong nhà, nơi bếp lửa dành riêng cho người mẹ trẻ, cũng là chỗ để sấy tã và quần áo của đứa trẻ sơ sinh. Các thành viên khác trong gia đình cũng đang chuẩn bị cho cuộc vui. Nấu rượu là công việc phải làm đầu tiên của gia đình, cho bữa cơm mừng đầy tháng của đứa trẻ, một thành viên mới của cộng đồng. Trong bất kỳ ngôi nhà nào của người Hà Nhì, bên cạnh chiếc cột đầu tiên ở phía bên phải khi bước vào cửa sẽ là chỗ chôn chiếc nhau của đứa trẻ khi mới sinh ra. Nếu vị trí này ở chiếc cột phía bên trái thì đứa trẻ vừa sinh là con gái, và ở bên phải tức là con trai. Chỗ nền đất trong nhà nơi chôn nhau của đứa trẻ sơ sinh được rào bằng các nan tre và tưới nước hàng ngày. Những cái chén để trong ống tre là dụng cụ để làm việc này. Đứa trẻ sẽ được coi là may mắn nếu trước khi chưa đầy tháng được nhiều người đến thăm và tưới nước xuống chỗ đất chôn nhau của nó. Người Hà Nhì ở vùng này sống trong các ngôi nhà nền đất lợp bằng cỏ tranh. Nói như vậy là để phân biệt với những người Hà Nhì sống ở những vùng đất thấp hơn. Họ sống trong những ngôi nhà sàn. Nơi này là miền đất tận cùng phía tây bắc đất nước, nằm sát ngã ba biên giới, nơi tiếp giáp của ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc, nơi mà người ta nói rằng một con gà gáy sáng có thể đánh thức được cả ba nước. Trồng bông và tự dệt lấy vải mặc là tập quán từ xa xưa mà người Hà Nhì vẫn giữ cho đến nay. Cây bông là một loại cây trồng truyền thống, cung cấp sợi dệt vải cho người Hà Nhì. Hạt của quả bông sau khi đã lấy sợi còn được người Hà Nhì sử dụng làm thành một trong những món ăn dân gian. Ngoài cây bông, người Hà Nhì còn trồng cây gai và cây lanh, là hai loại cây cũng cho sợi, dùng vào việc đan các đồ dùng hàng ngày. Những người phụ nữ Hà Nhì, ngoài các công việc thường ngày, họ còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là làm ra những bộ quần áo cho mọi người trong cả gia đình. Và họ cũng tự làm cho mình những bộ y phục truyền thống thật đặc sắc. Y phục của phụ nữ Hà Nhì giữa các vùng có sự khác nhau về hoa văn và màu sắc, nhưng về cơ bản đều có những nét tương đồng. Người Hà Nhì có đời sống tinh thần phong phú,
nam nữ thanh niên được quyền bày tỏ tình cảm của mình mà không bị bất kỳ sự ràng buộc nào. Buổi tối, việc tập trung mọi thành viên trong cả cộng đồng trên khoảng đất giữa bản thế này là một việc bình thường. Múa và hát là những nhu cầu tự nhiên rất cần thiết trong đời sống của người Hà Nhì. Khó có thể tưởng tượng được rằng nếu trong cuộc sống của họ, những con người đang múa hát hồn nhiên và say sưa kia sẽ như thế nào nếu không có những sinh hoạt cộng đồng thế này. Người Hà Nhì nói rằng khi con người múa và hát, cuộc sống sẽ kéo dài hơn, những điều rủi ro cũng sẽ rời xa khỏi con người. Quan niệm tâm linh này của người Hà Nhì quả là mới mẻ đối với chúng ta. Còn những gì đang diễn ra ở đây đã trực tiếp cho chúng ta những thông điệp của quá khứ dân tộc Hà Nhì. Một quá khứ xa xưa với những gì chúng ta có thể chưa bao giờ được biết. Ca hát dân gian và những điệu múa truyền thống luôn chiếm một phần đáng kể trong văn hóa, cũng như đời sống của người Hà Nhì. Người Hà Nhì có nhiều chuyện cổ và những câu chuyện thơ dài. Nam nữ thanh niên có các điệu múa bài hát tỏ tình riêng như điệu múa xe sợi của những cô gái này. Khi tỏ tình, trai gái Hà Nhì thường thổi kèn lá, đàn môi và sáo dọc. Ở vùng này, ta còn có thể được nghe nhiều loại bài hát của người Hà Nhì. Đó là các bài hát đám cưới, đám ma, mừng nhà mới, đón khách quý và hát trong những ngày Tết. Có những bài hát đám cưới dài tới hơn 400 câu được hát trong nhiều ngày vẫn đang còn lưu truyền tại đây. Chúng ta đã được biết về người Hà Nhì ở nhà đất. Còn những gì chúng ta đang thấy là một trong số những bản của người Hà Nhì ở nhà sàn. Những tập quán cũng như các phong tục của hai bộ phận người Hà Nhì hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều như chúng ta đang thấy, cộng đồng người Hà Nhì ở đây sinh sống trong các ngôi nhà sàn mái lợp bằng cỏ tranh. Làng bản của họ thường nằm bên cạnh các con suối, nơi có những khoảng đất bằng phẳng để họ có thể làm ruộng lúa nước. Nếu với những người Hà Nhì ở vùng núi cao, việc chăn nuôi gia súc rất phát triển, thì ở đây, với người Hà Nhì ở nhà sàn, chúng ta tạm gọi như vậy, lại có hệ thống ao nuôi thả các loại cá tương đối phổ biến. Ngoài ra, họ còn chăn nuôi gia cầm. Gạo tẻ là lương thực chủ yếu trong các bữa ăn của người Hà Nhì. Những khu vườn quanh nhà là nơi người ta trồng rau và các loại cây ăn quả. Dân tộc Hà Nhì ở nước ta hiện nay có khoảng 12.000 người. Họ sống tập trung ở hai tỉnh Lai Châu và Lao Cai. Người Hà Nhì là một trong số những dân tộc ở nước ta có cuộc sống định cư từ rất sớm. Bản làng của người Hà Nhì thường nằm trên các triền núi đất có độ dốc khá lớn, xen lẫn các bình nguyên, nơi có những đồng cỏ quanh năm xanh tốt, rất tiện lợi cho việc chăn thả các loại gia súc lớn như trâu, bò, dê, ngựa. Đây cũng là một điều kiện quan trọng để góp phần tạo nên sự ổn định sớm của đời sống cộng đồng dân tộc Hà Nhì, và cũng là điều kiện để sản xuất của người Hà Nhì tương đối phát triển hơn so với một số dân tộc khác trong cùng khu vực. Những thửa ruộng bậc thang cùng hệ thống nước tưới công phu đã được người Hà Nhì xây dựng từ nhiều đời. Ngoài việc khẳng định sự lao động sáng tạo, kiên trì và bền bỉ của dân tộc Hà Nhì, còn chứng minh cho sự gắn bó bền chặt của dân tộc Hà Nhì
với quê hương, đất nước và cộng đồng các dân tộc anh em trong Tổ quốc Việt Nam.